hơi đồ hát có cảm giác đó. Không hay đâu. Không hay. Em nghĩ là nếu như mà người ta hát hay là người ta sẽ không run. Tôi chắc chắn là hay. Anh ơi đừng làm em thất vọng. Ngày hôm qua không là mà tập gym BT là hát hay lắm. Hay sao? Hồi nãy em nói rằng là ở trong cái nhóm BT của em đã có anh một anh hát hay là anh này là hát hay nè. Trời ơi Lập, em dễ sợ Lập. Trời ơi. Đã nói nghe Thư, cái gì Thư? Cái gì vậy Thư? Em đau lòng. À, cầm cái cục tạ liệm từng đứa. Lập cho anh. Nghe. Cầm cái cục tạ. Hồi nãy em nói thì em tung quả mù thôi qua đây làm chi? Để mà để lừa gạt bên kia thấy kế sách em này. Em nói cái là tự tin liền mà tự tin liền. Ôi giời. Em cá thẩm vừa nhanh và cô giáo cũng chơi mắc chợ luôn. Ơ từ đầu là nói hát hay. Trời ơi. Đâu từ đầu mình nhận định là cái giọng của anh hay. Em nói cho mọi người biết về em đi nào. Em tên là Lê Minh Tuân, năm nay 29 tuổi và nghề của em là PT.